Đảm bảo ông hồ ơi, ông hồ ơi, dưới review chẹp ơi, bây giờ đang gì vậy? Không còn gì buồn nha, chị em mình là vậy đó. Cô ba bữa nào bán cá khá thì ăn cơm với cá, bữa nào không quá cái quán thì cũng ăn cá trừ cơm. Trời ơi, bé Như Ý bây giờ qua đây là dạ là thích qua bên cô ba lắm. Anh Thưởng cũng qua luôn, thấy qua nè. Mr. Hồ qua đây, rồi chia sẻ coi. Hôm bữa vậy chia sẻ cái vụ bên kia sao rồi? Nghe nói là hôm nay đóng cửa hả? Không đóng cửa. Bà con người ta nghĩ là tình hình là sao có không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ đảng đảng ra cho nó xa xa ra. Đúng rồi. Ai bán hết rồi vậy? Một người này nghỉ thì người kia bán thì mới giãn ra được. Thường rồi chưa? Cũng còn là mấy trăm người bán. Người nào cảm thấy muốn nghỉ luôn thì mình cho nghỉ luôn. Lâu quá anh ơi. Đúng rồi. Bán luôn rồi. Dạ đúng rồi. Như ý anh Tuấn Quỳnh ơi. Cho ăn sao lửa nóng rồi sao con? Đây phải hả? Đức Phật Hồ đây. Biết sao mà con em nó coi vừa tới cho cô không? Cô nướng mắm có nóng nha mặt cô không? Đem qua cô ăn á để cho đẹp da. Phải không? Ghê chưa? Cảm ơn con nha. Dễ thương. Ba ba con xúc cô. Ba ba con xúc cô. Một ly, bán cá một ly. Quá trời mấy mấy đẹp đẹp không à. Mấy đẹp đẹp không à. Vậy ăn trứng gà nướng không? Vậy ăn trứng gà nướng không kìa. Ba Hồ ăn không? Để cô cái đó được tặng. Đây nè, cô ba tặng cho con á. Cô ba. Dễ thương quá. Dễ thương quá chưa. Lấy chè bơ tặng cho Như Ý. Bơ. Có ai ngoài. Nhưng mà vẫn đem khẩu trang nha các bạn. Bên đây á anh. Bên đây là mẹ ông thầy tạo nhiều lắm. Tháng này tặng kia quá trời. Gọi là mấy cô chú nước ngoài á. Giống như cái này là tặng bắp. Chị thấy con bé con bé này bơ nè con ăn liền được đó. Con ăn liền được đó. Con chè bơ thằng hai học ở lỏng ngoài thở đúng bài đúng rồi. Đi làm kẹp bơ cho em ăn đi kìa. Trời mưa đi qua đây luôn. Bé Như Ý đi mưa từ đó qua đây luôn. Máy là máy quay quá trời luôn. Máy 3, máy 4, máy 5 trời. Xanh xanh là cái gì? Xanh xanh là giống cái gì? Là rau con dừa. Không có mà. Chè bơ. Chè bơ. Chè bơ. Chè bơ. Chè bơ. Tại vì có dừa thơm quá. Đúng rồi, nó lớn quá. Lấy cái bơ không á, ăn nó mới cảm nhận được. Có biết cái này của ai không? Máy đẹp không? Máy đẹp không ha? Cái này là của ai? Máy mắc tiền không rồi. Máy mắc tiền không lúa. Của cô Mai Thi. Cô Mai Thi gửi qua. Cô Mai Thi nha. Ăn gì cho cô Mai Thi nó ngon. Con cảm nhận nó ngon con. Mấy em á. Mọi người ơi. Rất là ngon nha mọi người. Bảo YouTuber mới đẹp không ha. Con kêu mọi người đến ngồi bánh trên cho bạn. Cô ba kéo khẩu trang xuống. Mọi người kêu cô ba kéo khẩu trang xuống. Cô ba chưa ăn cái phần kia của người ta. Đây nè, đang review cho em. Đang review. Đang nhiều quá phải không? Hãy quên kia lại cho mấy anh. Cô ba mặc mèo, cô ba mặc con mèo. Con nhớ cho cô hơn nè. Rồi. Con đã tặng cho mỗi người.
nó ngọt dịu nghe chứ nó không có ngọt mà nó ngọt dịu ăn dễ ăn ngót rồi nó ngon nghe không bao giờ nghe cô chú anh chị ơi hãy đến với bé Nhi Lý mà mua ủng hộ và một bé không bao giờ mới về mày biết nói nghe hãy đến với bé Nhi Lý và mua ủng hộ cho bé và một trái bao nhiêu trái vậy bao nhiêu trái một trái rau câu dừa chỉ có 25k thôi hoặc 25.000 thôi cô chú anh chị ơi có thương bé thì đến ủng hộ cho bé mà đừng có quên ủng hộ giúp cho cô ba bắp nướng và xếp cua bắp nướng xếp cua và đừng quên ghé đi nghe ủng hộ cho mai thi những cái bánh lăng bơ như vậy nè. Cái này là của bé Như Ý nè cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị ơi, chị có một cái bánh lăng bơ với lại cái câu dừa cô bé Như Ý có 25.000 thôi mà ăn rất là ngon và dễ ăn mà nó không có ngọt của mình có đậm chất mà nó chỉ có ngọt là ngọt dừa dễ ăn dễ chịu màu xanh hả chị không có ăn nó ngọt hả chị không biết nó ngọt hanh rồi nó hanh còn nó ngọt hạ nó ngọt hạ mọi người ơi, chia sẻ rất là nhiều với cả nhà. Bạn YouTuber quay trên thị theo nó không có ngọt quá, nó không có ngọt mạnh với lại mình nó không có lạc mà nó rất là ngon, ăn nó rất là ngon dễ chịu. Em bán như thế lâu chưa con? Con bán cái món này lâu chưa? Ở này mẹ con bán. Dạ cái này là mẹ của con là mẹ con bán. Con DVA. Con là bây giờ Như Ý con là đại diện nhãn hiệu phải không? Đại diện nhãn hàng phải không? Con đi làm truyền thông đúng không? Ghê không? Mình bản quyền đâu. Bà xa bà xa. Đây quá trời ăn mà. Ở đây đừng cái là mấy cô chú nước ngoài ấy, ví dụ như nào mà mua theo cái đường mấy cô để cô một chút xíu nha mua chỗ khác hết như này nè ủng hộ đem qua đây phát nào thấy không nghĩa là giống như ăn cái này là cái khác gì đó mà là thường xuyên xuyên suốt là không có gì kiếm tiền gì ở dòng cơm gì ở dòng cơm xã nào xã đằng nào như biển thiên ơi. Bữa nay cô ba có bán đất hàng không Khánh? Bữa nay thì mưa rồi. Có nói cô ba để cô ba tải cái app thời tiết lên để sau này cô ba biết đó mọi người. Tải vô cái máy về CH Lay á hay là cấp to đó tải về để cô ba cập nhật tình hình thời tiết của Sài Gòn. Mưa thì cô ba sẽ bán ít hơn. Đó là dự báo trước một tuần lễ là. Cảm ơn cả nhà đã tham gia chương trình họp của em nha. Bằng cô hát đi con quá anh hỏi biết anh điểm bao nhiêu hả nghe nó ngọt bây giờ Di coi phải đóng cái mặt là nhãn hiệu cô ba luôn á, nó đóng đinh luôn rồi nè. Mà cái hình này cái cô ba lúc đó khác thì coi ơi. Con ơi con. Nhiều kênh nó mà chết hết chứ không có ngọt lên cứu đường gì đâu. Vừa hết cái con vừa hết đầu lên đó. Nãy giờ ăn cả miếng hoài luôn. Con thấy chưa em cảm nhận nãy giờ nó ủa tại sao mà nó ngọt tại cái chỗ mà nó không có hanh. Nó không có hanh mà nó không có theo cái kiểu mà không có cái ngọt đường và ngọt ấy á. Nó ăn hoài mà cảm nghĩ hoài nó không ra. Cái này là cảm nhận hoài luôn, cứ nghĩ hoài luôn. Nguyên chất vườn đó. Nguyên chất vườn.
Nãy giờ cô giới thiệu cho con cái này, rồi con giới thiệu cho cô bắp nướng nè, cô nè, bánh lăng nướng nè, giới thiệu cho cô đi. Có lợi mấy thôi lông nhau con. Đi bắp nè. Bây giờ con ăn thử coi sao. Quảng cáo cho cô đi. Bà làm đi ghê. Nửa ly. Mây chan vô. Trời ơi. Mỗi ngày con ăn review á, như ý là liếc con một do luôn á, con đi vòng vòng Sài Gòn á. Món thành thánh review. Thánh review. Thánh review đó con. Trời ơi, chú Thánh này này, chú Thánh có duyên ở bên con á. Không, bây giờ chú Thánh bây giờ có duyên ở bên cô đó. Bây giờ Thánh có duyên rồi. Ủa, bên con này gọi là chú Thánh duyên. Bây giờ có duyên rồi. Bây giờ gọi là chú Thánh dễ thương đó con. Nè, nhận con bé lành thiệt chứ. Có một của bỏ lành. Li biu liền. Cái này là cái gì vậy cô? Con rúa. Con rúa. Con rúa này nhà cô làm nha. Là rúa nhà cô. Cô đi kéo tép tôi thôi mới có vậy đó con. Cái gì miền Tây? Còn cái này à? Thịt với lạp xưởng nhà heo cô nuôi cho con. Thịt với lạp xưởng heo mới ngon gì nè, nó mới dễ ăn. Cái là ngon nha mọi người, ba cái này trộn rồi. Khẩu vị của nó rất là ngon. Thành ở nhà cô chồng nha con. Dạ, bắp này nhà của ba cô chồng nghe tự nhiên hái rồi mới có gì ngon. Ủa gì mở hành là sao cô? Hôm nay phải mở hành. Hành cô chồng. Hành cô chồng. Nó chơi thôi, mỗi gái cô tự đi mua, quà đem về làm. Cái này nó rất là ngon nè mọi người ơi. Nó hành theo ăn, nó hành theo nó có cái mùi của chén nướng trứng dừa á anh. Nó rất là ngon. Anh Mai ơi. Và đây là thấp cô. Mai ơi hỏi Minh Thái á, em biết rồi. Nó không có ngọt coi như là dừa xiên. Nó ngon muốn ngọt bằng đường á, nó ngon rất là ngon. Như là cảm nhận nó mùi ngon nước dừa quá con. Dạ, đây là dừa. Con làm hả? Dừa bát của dừa. Đây thương quá anh ơi. Thương quá. Sắp cô cũng có rất là ngon hả? Thánh review luôn nha nhà ơi. Thánh review luôn. Dạ, chờ Nhân Mai nha. Đây là bánh đu phòng tôm. Rồi có đây là cái gì vậy? Bánh thảo hả? Phòng gà bánh thảo là một bánh thảo. Dịch bánh thảo của cô nghe rất là ngon. Chứ là đây là bắp. Bắp chứ rồi em. Bắp heo nè mọi người. Không, không có heo. Có cua. Cua hả? Cô hai bán cua hoàng đế không đó con. Cô hai bán cua hoàng đế không đó. Càng cua hoàng đế. Dạ mọi người. Dạ con ăn một. Dạ con đem về cho mẹ. Trời ơi. Rồi quá trời hả, tặng nhiêu đó hả? Rồi qua hốt luôn rồi, bảo hốt luôn. Ôi ôi, Như Ý ơi là Như Ý. Nhiều đó đâu? Ý thôi. Này Như Ý qua bảo hốt rồi. Con hôm qua là có quà, có táo rồi mang về đó. Hôm nay là có trứng gà. Về luôn rồi hả? Vậy đó hả? Qua kia có ghế ăn gì lộn luôn cho đủ con. Rồi. Nè Như Ý ơi, con chào khán giả và mọi người đi con. Nè con chào đi. Đủ lại rồi. Trời ơi. Sáng là sao? Làm ghê luôn quá chị. Đúng rồi, cả nhà đăng ký coi mới thấy được.